Em Giang nay lại quay trở lại giới thiệu cho bác cái dòng con đội dùng trong ốp lát nhà em Giang nha. Đấy, con đội nhà em thì các bác nhìn nhá. Đấy, hàng là hàng loại 1, hàng 6 lạng nhá. Em không bán những cái hàng kém chất lượng, chỉ có 3 lạng rưỡi, 4 lạng nha. Cái loại đấy nó rất là yếu, các bác chỉ sử dụng được 1-2 lần là nó sẽ cong vênh. Đấy, không sử dụng được nữa, nhưng hàng nhà em thì em cam kết luôn, các bác sử dụng chỉ khi nào vứt đi thôi chứ còn không bao giờ có chuyện cong vênh. Những cái đĩa đội rồi giá đội nó rất là dày dẫn nhá. Hàng này, hàng là hàng 30. Đấy, các bác mua hàng là phải để ý là hàng 30 này. Đấy, có chiều cao khoảng kích thước chuẩn 20 cm. Đấy. À, đế đội là ngang là 10 cm và dày 1 cm, nó phải dày như thế thì nó mới chịu lực tốt này. Đấy, giá đội nó rất là dày dẫn này. Đấy, các bác bóp lên nó rất là êm du luôn đấy. Nên anh chị em là có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình nhá. Em sẽ tư vấn trực tiếp, giao hàng tận nơi. Bán hàng xỉ lẻ toàn quốc. Đấy.